Hello, xin chào anh em, mình là AD của Hoàng Long Vin đây. Hôm nay mình sẽ làm nhanh một cái video để hướng dẫn anh em về chức năng thuyền cọ mượn tên. Chức năng event này là thi thoảng là nó sẽ ra 2 tuần một lần. Đây, nếu mà anh em bình thường vô là thuyền của chúng ta sẽ là cấp 0, thuyền cấp 1 chứ, thuyền cấp 1. Đó, và mỗi ngày thì có 3 lượt free đây. Đó, mỗi ngày sẽ có 3 lượt free. Rồi, cái cách thức hoạt động của thuyền cọ mượn tên này như thế nào? Đó chính là anh em dùng cái con thuyền này nè, đó, anh em tìm số lượng mũi tên ở đây á, nếu mà nó trùng khớp với cái số lượng yêu cầu trên đây là 200 ngàn. Đó, là nó sẽ được đầy đủ chiến công luôn. Rồi, còn anh em mà tìm không đủ á, là nó sẽ hao hụt đi một chút phần trăm. Đây, ví dụ là thuyền mình đang cấp 10, là nếu mà mình tìm vừa đúng số lượng luôn á, là 200 ngàn nè, là mình sẽ phải đây để mình tự động một cái một phát thôi. À là mình sẽ được 400 điểm. Đây còn bây giờ mình sẽ tìm đại tìm tào lao thôi để coi nó lệch số 200.000 này nó sẽ được bao nhiêu điểm. 100 nè, 102 nè, 107 nè. 109 nè. Đó. Nó chỉ được 200 điểm thôi. Là nó sẽ được 50%. 50% số chiến công mà anh em nhận được. Chiến công nhận được này á, anh em vào tiệm chiến công nè, anh em đổi mấy cái này. Đó, rồi nếu mà chúng ta ví dụ mình mua 100 lượt đi. Anh em muốn nhanh, gọn lẹ, anh em bấm tự động đây. Anh em bấm tối đa. Quốc đó là sẽ có cái số lượng đây. Đó. À, nó khớp là 400 chiến công một lần luôn. Đó, còn anh em mà tiết kiệm. Anh em có 100, anh em mua 100 lượt. Đây, anh em sẽ phải bỏ qua cái hành động này, anh em tự động đây. Anh em ngồi anh em farm tay 107, 102 rồi 104, 150, 150 đây, 150 đây là thiếu 50.000 nữa là anh em bấm cái thần toán này nè. Đó là nó chỉ tốn có 2 vàng thôi. Đó ở đây nè có 50.000 nè. Đó anh em coi số 0 nè, bấm cái bụp lên số 4 đây anh em. Đó vậy là đúng rồi, đó là thay vì anh em tốn 5 vàng thì anh em chỉ tốn 2 vàng để anh em chắc chắn có được thêm 200 điểm nữa. Đó cho nó không bị xịt thôi anh em. Đó, đây là cái tính năng mà mình dùng để farm thuyền cỏ. Còn anh em thần toán là nó hiện lên. Rồi, mình nhờ. Rồi tự động là nó sẽ út hết luôn, nhưng mà một lần là tốn 5 vàng, 99 mà tối đa này, nhân 5 là 495 vàng. Đó. Đây nó lỡ hiện lên rồi đây. 102 đây. 103, 108 đây rồi. Đó, vậy là mình thiếu 20 nữa, 20 đây. Đó, lên liền anh em. Đó, chức năng thuyền cỏ mượn tên đó chúng ta hoạt động như thế nào? Thế này. Rồi, khi chúng ta có điểm rồi chúng ta vào cái tiệm chiến công này mình đổi thôi, mình cần gì mình đổi cái quà đó. Ví dụ mình thiếu đá tôi luyện đây. Mình bấm đổi đá tôi luyện đó, 100 nè, còn 99 lần đây. Giá chiến công là 10.000 đây. Đó, ví dụ hạ chức đây. Rất là nhiều món cho anh em tha hồ anh em đổi luôn. Rồi video của mình đến đây cũng xin phép được tạm dừng. Cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ mình trong thời gian qua. Chào anh em nhé.